Hello, xin chào mọi người. Hôm nay bọn tớ đã quay lại với tập thứ 2 của series Chat với chồng trên dịp Daydreaming. Có tên hả? Ok. Thấy bất ngờ à? Không phải là một tập có tên như kiểu đêm hay là gì mà chat với chồng. Thì đây là một series mà một series để chào đón sự có mặt dài hạn của anh ở trên kênh này còn gì nữa. Ok, anh còn nhớ tập trước bọn mình nói chuyện về cái gì không? Biểu lộ cảm xúc của nam giới đúng không? Và hôm nay thì chủ đề tớ đang nghĩ trong đầu mình sẽ nói về đấy là việc cảm thấy như thế nào khi sắp 30 tuổi. Anh có thấy đây là một dấu mốc trọng đại không? Cũng có. Đã 30 năm rồi, mình ở trên đời này đã làm được những gì, đã học được những gì, đã trải qua những gì thì cũng thấy nó cũng đáng kể ra phết đấy. Chắc là sẽ hợp lý khi mà hôm nay thử ngồi nghĩ lại những thứ quan trọng mà anh đã làm trong quãng 20 đến 30 tuổi. Theo anh thì thứ gì đã mang tính thay đổi cuộc đời nhất của anh trong cái giai đoạn này, trong 10 năm đấy, một thập kỷ vừa qua? Thay đổi anh nhiều nhất á, là có người yêu là em. Chúng mình yêu nhau là năm mười mấy tuổi mà, không phải từ năm 20 đến năm 30 đâu. 18 đúng không? Đấy, em ơi, không nhớ à? Có, nhưng mà nếu mà cuộc sống mà không có em thì nó sẽ khác. Mà cuộc sống có em thì nó sẽ khác. Thì lúc này nó cũng thay đổi rồi, nhưng mà... Không, nó sự thay đổi nó diễn ra liên tục, chứ nó không phải diễn ra là một cái thay đổi xong nó sẽ như thế từ đấy trở đi đâu. Thật á? Em thay đổi anh nhiều thế cơ à? Ừ. Thật á? Ừ, thay đổi chứ, có thay đổi chứ. Thay đổi như nào? Tức là làm cái gì anh cũng phải tính là có em ở trong đấy kiểu thế. Ví dụ đi chơi thì xem là người yêu mình có thích không này. Ví dụ trong một chuyến đi chơi mình chọn những địa điểm nào. Okay. Sẽ đi những cái gì, nó chỉ là một ví dụ rất là nhỏ thôi. Việc anh đi học ở nước ngoài, anh cũng nghĩ là em ở nhà em sẽ buồn. Cái đấy cũng định hướng là những kỳ nghỉ thì anh không đi chơi loanh quanh ở nước đấy nữa mà anh sẽ quay về để chơi với em kiểu thế. Thay đổi nhiều chứ. Tức là bọn anh hay nói chuyện với nhau thì nó là một cái mỏ neo. Thì có người mỏ neo là gia đình, bố mẹ này, có người mỏ neo là công việc, còn mỏ neo của anh là em. Đấy, okay. Nó là điều thay đổi. Nếu mà cuộc sống của anh không có em từ năm 0 tuổi đến năm 30 tuổi thì nó sẽ khác hẳn. Những quyết định mà về Việt Nam hay là đi sang một nước nào đấy, có thể bây giờ anh đang cái gì bơi với cá mập trắng ở Nam Phi ấy, chắc chắn anh sẽ đi. Anh cực thích cái đấy. Bây giờ anh vẫn đi được chứ sao, sao anh không bây đi? Bây giờ có vợ đúng không? Chả lẽ bỏ vợ 3 tháng để đi sang cái đấy á? Sao Cái không? Đấy phải 3 tháng, 3 anh tháng một đi. Lần. Ôi trời ơi. Vâng. Em đi bây giờ đấy ạ. Cái việc anh làm sẽ ảnh hưởng đến em và con, đến những người xung quanh. Thế ra trong 3 tháng đấy em và con sẽ làm gì? Ở nhà. Ờ vâng. Sao? Lúc nào bọn em trở ở nhà? Đấy là một cái ước mơ mà về sau già anh sẽ làm. Ngày xưa anh có bao giờ nghĩ đến lúc 30 tuổi mình sẽ như thế nào không? Và không. Bây giờ nó có giống với cái tưởng tượng đấy của anh không? So với hồi kiểu 15, 16, 20. Cái hồi 15, 16 thì có tưởng tượng là năm 20, 25 mình sẽ như thế nào. Nhưng mà đến sau đấy trở đi thì anh cũng không tưởng tượng nữa. Công nhận mình cũng không bao giờ nghĩ đến mốc 30, lúc nào cũng thấy nó là một cái gì đó rất xa nhở. Không, anh thấy nó cũng ok à. Thế á? Tại nó không xa như là 40. Nhưng 30 mình biết mình gần đến rồi, khi mà 27 tuổi bắt đầu đi sang học MBA mình một phát 2 năm là sẽ 30 ngay mà. 27 thì em không nói rồi, nhưng mà cái hồi xưa mà 18, 19, 20, những cái năm mà học đại học ấy, lúc nào mình cũng thấy 30 là một cái mốc gì đấy rất xa. Lúc đấy mình sẽ có một công việc cố định, một cái ngành nghề gì đấy rất rõ ràng rồi, sau rồi có gia đình, bạn đời, của cải vật chất này nọ. Lúc nào cũng nghĩ 30 là một cái độ tuổi mà có thể cho là vững chãi rồi ấy. Một cái dấu mốc khá to trong cuộc đời người lớn ấy. Anh có bao giờ nghĩ thế không? Hay chỉ đấy là kiểu con gái sẽ nghĩ thế? Dù 30 mà chưa có chồng mà thế nào cũng bị là xã hội Việt Nam nói là ế này. 30 không có chồng ế là cái chắc. Không, nhưng mà bây giờ có nhiều chị em 30 vẫn chưa muốn lấy chồng. Anh đồng ý, mà, không, anh đồng ý. Đấy. Bây giờ cái quan điểm xã hội nó khác rồi. Thì nó cái, không như hồi trước. Thì 30 em, theo em là một cái lứa tuổi rất trọng đại so với một người phụ nữ. 30, em cũng thấy nó trọng đại thật. Kiểu 20 đến 25 sẽ là độ tuổi dành cho riêng mình này, đi tìm các ngành nghề, học hành, xem mình yêu thích, thích thú ở đâu. 25 đến 30 là bắt đầu chốt những cái mối quan hệ quan trọng nhất trong đời. Ví dụ kiểu bạn bè nào tử tế là trong lứa tuổi này có thể biết là mình sẽ chơi với đứa nào. Và nếu chơi được với họ trong những cái năm này là sẽ chơi đến hết đời ấy. Hoặc là yêu anh nào trong cái lứa tuổi này cũng sẽ là một sự yêu đương nghiêm túc ấy, chứ không phải là chơi bời. Cái không hồi nên phí thời gian trong thời gian đoạn này đúng không? Anh nghĩ cái người ta nghĩ về cái độ tuổi nhiều quá mà đến lúc cảm thấy cái độ tuổi đấy nó đang đến với mình thì cũng thấy bình thường.
Giờ người ta nghĩ là wow, phụ nữ tuổi 30, hồi cho em hay đọc trên các tạp chí là phụ nữ tuổi 30 như thế này như kia đúng công không? nhận Tiền chín mãn chắn kinh rồi. chứ có người chưa để con ấy tiền ăn kinh gì Không biết thay đổi tâm sinh lý này nó phụ nữ tuổi 30 mà. Nghe anh thấy đọc nó báo gì anh không biết lá anh cải tức là anh ấy nhìn trên cái bìa tạp chí thì ở phụ nữ tuổi 30 nó đàn ông tuổi 30. Nghe thấy nó vững vàng và nó độ phụ tuổi nữ tuổi hot nhất của 30 đàn nghe ông đúng không, thấy người ta đã già rồi vững vàng chín và chắn. đã kiểu điềm đạm hơn là những em gái 19 đôi mươi chẳng hạn. Công nhận. Nhưng mà bây giờ đây, mình 30 rồi, mình vẫn anh thấy anh Thế 30 bình thường cũng không khác anh 27, 26, 27 lắm. đừng so sánh cái 26, 27, so sánh với 20 ấy. Nếu so sánh với 20 thì lại khác, từ cái tuổi 20 đến 6, 7 năm sau nó thay đổi rất nhiều. Đúng. Còn sau đấy thì nó không thay đổi nhiều đến thế nữa. Đúng. Rồi 20 anh thấy Chờ. rất muốn khẳng định bản thân này, muốn Công nhận. đạt được một cái gì đấy mà Công nhận. khiến mình cảm thấy là người khác nghĩ về mình như là mình nghĩ về mình. 20 đang làm gì nhở? Đi chơi, 20. 20 của đi Ấn em đang Độ, làm McKinsey không? đi Ấn Độ, 10 năm trước cơ mà. đi Ấn Độ. Đi Ấn Độ. Đấy là 20 tuổi à? 20 tuổi đấy, 10 tuổi, 10 hai năm rồi không á. 2010. 10 năm. Thế cái gì thay đổi của đời em trong Thế những năm từ 20 đến 30? có con, em thấy đấy là một dấu mốc rất quan trọng. Đúng. Với cả ở 30 này thì thấy chín chắn hơn chứ, với cả tự tin hơn về bản thân. Tức là có những cái ngày xưa mình rất tự ti về bản thân, mình rất không thích ngoại hình của mình không thích một vài điểm tính cách của mình cảm thấy mình không đủ năng lực để làm một số việc này việc kia. Nói chung rất tự ti. Em thì không phải là cái kiểu mà ui muốn khẳng định mình với bản thân hay là cái gì đấy, cái gì to lớn cả, nhưng mà đấy, bất an về rất nhiều thứ trong cuộc đời, kiểu nhiều câu hỏi nhưng mà không có trả lời. Bây giờ thì thấy 30 thoải mái dễ chịu hơn, nhiều thứ cũng thực hiện được rồi. Xét một cách tỉnh táo thì thấy mình cũng có khá là nhiều thứ rồi ấy. Và nếu mà không ham muốn quá, không do cuộc sống kiểu bon chen tự so sánh các thứ thì thấy khá là tốt, cuộc sống khá đầy đủ. Kiểu hài lòng với những gì mình đang có. Tốt. Hồi 20 mà mình biết là 30 mà mình đang có những lúc như này mình có thể thấy yên tâm. Muốn làm gì thì làm. Thế à? Bây giờ đỡ tự ti về mình chưa? Cũng có tùy lúc, có lúc tự ti nhưng có lúc không lắm, Nhưng tùy tùy vào việc mình là đỡ hơn là gì. hồi 20 tuổi. Thế nên các bạn trẻ mà nghe podcast này thì nhớ nhé, là đừng hỏi chị Diệp là em rất tự ti về bản thân mình, tại vì chị Diệp hồi trước cũng thế Còn tự thôi. ti hơn ấy. Đến cứ đến một độ nào đấy là nó sẽ hết ấy mà, không phải lo đâu. Những cái thứ mình làm trong cuộc đời ở mỗi cái giai đoạn tuổi này nó cũng phản ánh về cái tính cách đấy. Ví dụ như đấy, 20 tuổi bắt đầu làm, chưa chưa bắt đầu làm lớp website, nhưng mà nó cũng là cái lứa tuổi bắt đầu suy nghĩ nhiều về kiểu ngoại hình của mình ấy, lúc nào cũng muốn thay đổi cái này cái kia thật là nhiều ấy. Còn bây giờ thì em thấy cái cách mình suy nghĩ về ngoại hình, về beauty, về làm đẹp các thứ nó cũng khác rồi. Tức là làm gì mà mình cho mình cảm thấy vui, không phải là thay đổi những cái nét mặt của mình nữa. Kiểu ngày xưa còn thậm chí nghĩ đến việc là phẫu thuật thẩm mỹ hay là thay đổi một số thứ này nọ, nhưng mà bây giờ mình thấy thật sự là không cần thiết. Với cuộc sống mình sẽ không bao giờ hài lòng 100% về mọi thứ được, thì những chấp nhận những cái khác biệt bản thân so với mọi người thì cũng là một điều thú vị hay. Cũng khó chấp nhận đấy, khác biệt. Hành trình đi tìm bản thân trong xã hội. Thực ra em thấy việc lớn lên là cái hành trình hiểu về bản thân nhiều hơn. Hiểu về bản thân. Càng làm được điều đấy tốt thì sẽ càng sống hạnh phúc ấy. Anh nghĩ là từ quãng đời 20 đến 30 nếu mà nó cứ bằng phẳng ấy thì mình sẽ không cảm nhận được đấy nó là như thế nào. Nó sẽ phải có một chút gồ ghề, một chút trải nghiệm này, thất bại này, rồi thành công một chút này, thử nhiều cái và biết nó không đi đến đâu và tìm được ra một con đường riêng cho mình thôi. Nó đỡ hơn là cứ thế. Nếu mà anh cho anh chọn thì anh vẫn sẽ chọn là mình thử nghề này, mình không thích mình sẽ thử sang nghề khác và tìm đến khi nào thấy một cái nghề nào đấy mình cảm thấy ý nghĩa. Mà cũng khó chứ, nhiều người bị lost và họ không muốn thử lại thì cũng cái đấy cũng rất dễ hiểu. Ai cũng muốn an toàn, mà khi mình đến một cái bến bờ nào đấy rồi mà nghĩ là bến bờ đấy không phải cho mình, nhưng mà bây giờ lại phải rong buồm ra khơi rồi không biết bao nhiêu lênh đênh bao nhiêu mới đến được một bến bờ khác, mà chưa chắc cái bến bờ đấy mình đã thích, thì cũng khó. Cho nên đến 30 này rồi ấy, khả năng là người ta sẽ không đi đâu nữa mà người ta sẽ ở lại đấy. Tại vì già rồi Cũng có thể, cũng có thể. Tức là đã đến một tuổi mà người ta ngại
trải nghiệm những thứ quá mới. Người ta thấy ok với những trải nghiệm bây giờ. Em cũng thấy là mình cũng hơi có một chút may mắn là ở cái độ tuổi đấy, 20 hai mấy đấy, mình có quyền được lựa chọn làm những điều mình thích, rồi bố mẹ cũng không áp đặt là phải là học ngành này, phải làm nghề này. Xong rồi mình cũng không bị áp lực về kiểu tài chính. Tại vì có một số người cái điều đấy là rất áp lực chứ, kiểu bố mẹ vay mượn cho họ đi học này thì họ sẽ buộc phải làm một cái ngành nghề gì đấy có thu nhập tốt nhất để trả nợ được cho bố mẹ, gánh vác tài chính được cho gia đình. Dần ra thì gắn bó một thời gian dài rồi thì họ cũng sẽ đi theo cái ngành nghề đấy thôi. Còn mình thì có nhiều lựa chọn hơn, mình được lựa chọn để trải nghiệm nhiều thứ. Đôi lúc nghĩ lại cũng thấy hơi phí hoài thời gian, nhưng mà cũng chưa biết như là hay là tại tuổi mình tuổi ngựa là thế. Đúng rồi, đi nhiều. Em thì cũng không tiếc nuối gì cả, đúng là vì mỗi môi trường và mỗi công việc mình đã làm đều cho mình rất là nhiều trải nghiệm hay ho, gặp được nhiều người giỏi. Các kiến thức và kỹ năng cũng có ích cho mình trong nhiều việc nói chung. Và đến tận bây giờ cũng vẫn kiểu làm nhiều thứ cùng một lúc ấy để kiếm ra thu nhập, thì nó xét được một cách nào đấy thì cũng vẫn đang phát triển cái con đường ấy. Nhưng mà cũng tất nhiên em cũng thích, nếu được tập trung được một thứ thì tốt hơn nhở. Nhưng mà đôi khi chắc sẽ bị chán. Chán là việc đương nhiên. Giống kiểu nếu ngược lại giống mình sẽ là yêu nhiều người nhưng làm một việc ấy, còn mình sẽ kiểu yêu một người nhưng làm nhiều việc linh tinh ấy. Đèn bầu và Giang Nguyễn. Trước khi con mắt ta ngày nào đó sẽ trở nên đục ngầu, trước khi ta hóa thành xương khói hay là đám lá mục nâu, trước khi ngọn lửa ở trong lòng dần tan, trước khi ta sống được trọn vẹn hết một vòng tuần hoàn. Tận cùng thế giới là gì, đâu có ai mà biết được những hóa đơn và trách nhiệm làm giấc mơ ta khiếp nhược. Ta không muốn những ngày trẻ trở nên gầy gò xanh xao, ta muốn là cánh chim nhỏ giữa bầu trời trong xanh treo. Trong mắt của rất nhiều người, ta rất điên và rất ương bướng, lấy đam mê làm ánh mặt trời để tâm hồn này không mất phương hướng. Ta đi theo bóng mặt trời từ hạ tới hay đông về qua, khi những đam mê còn nồng cháy thì con đường đó sẽ không hề xa. Là ngày mà ánh sáng khiến ta nhìn thấu được mình, là ngày mà tâm tư ta trở thành lá mục nâu rồi tàn, tàn vào trong những biếc sâu. Là ngày mà đôi mắt ta chưa trở nên đục ngầu, là ngày mà ánh sáng khiến ta nhìn thấu được mình, là ngày mà tâm tư ta trở thành lá mục nâu rồi tàn, tàn vào trong những biếc sâu. Đi theo bóng mặt trời à, đi theo bóng mặt trời, đi theo bóng mặt trời à, đi theo bóng mặt trời, đi theo bóng mặt trời à, đi theo bóng mặt trời, đi theo bóng mặt trời à. Theo bóng mặt trời trên những con đường xa anh rong ruổi, thà làm con kiến tự do còn hơn là chúa sơn lâm ở trong củi. Anh muốn khi anh hết trẻ ngồi nhìn bầu trời xanh biếc cuối chiều, bên hiên nhà ly trà ấm, trong tâm tư không tiếc nuối nhiều. Rảnh kể cho đám trẻ những điều anh đã trải qua, không phải để họ ngưỡng mộ hay là để họ ngợi ca, chỉ là ai cũng có những ngày trẻ rồi thì cũng sẽ già nua, những ngày mà chân chưa mỏi, có tiền cũng khó mà mua. Những ngày nào đó khi tâm tư được vẫy vùng, và ta sẽ cùng mở nhạc giữa rừng xanh và nhảy cùng. Là đâu đó giữa chập chùng núi và non kia, nằm trên đồi hút điếu thuốc và ở trong túi là lon bia. Là ngày mà đôi mắt ta chưa trở nên đục ngầu, là ngày mà ánh sáng khiến ta nhìn thấu được mình, là ngày mà tâm tư ta trở thành lá mục nâu rồi tàn, tàn vào trong những biếc sâu. Là ngày mà đôi mắt ta chưa trở nên đục ngầu, là ngày mà ánh sáng khiến ta nhìn thấu được mình, là ngày mà tâm tư ta trở thành lá mục nâu rồi tàn, tàn vào trong những biếc sâu. Đi theo bóng mặt trời à, đi theo bóng mặt trời à, đi theo bóng mặt trời à, đi theo bóng mặt trời. Có sự kiện nào mà em thấy từ năm 20 đến năm 30 tuổi mà em thấy em thất bại, nhưng những cái mà em đạt được thì lại rất là có ý nghĩa, rất là có giá trị đối với em bây giờ. Tức là hồi đấy mình có thể coi như là wow, đấy là thất bại, nhưng mà đến bây giờ mình thấy hoàn toàn đấy là một bài học dạy cho mình những cái rất là lớn. Hoặc là tại vì cái cách suy nghĩ của em nó cũng không quá cực đoan như thế. Ngay sau mọi sự việc em cũng sẽ dành thời gian để suy nghĩ và nhìn nhận lại nó. Thì lúc này em cũng thấy là trong mọi việc sẽ có một cái được và có cái mất. Em không nghĩ là có cái nào đến nỗi thế, chẳng có gì thất bại cả. Nói chung cái gì mà mình thực sự quan tâm thì cũng em cũng dành rất nhiều thời gian và tâm trí cho nó. Còn những cái khác mà
khi mà mình đã xác định là mình cũng sẽ không ưu tiên nó lắm thì cái kết cục của nó có không không được tốt thì mình cũng không quá buồn đau hay hối hận gì cả. Cũng có một điều hơi tiếc nuối, ví dụ như là cái công việc em làm ở SCDI ấy, công việc tổ chức phi chính phủ, thì cái hồi đấy nghỉ và mình cũng sẽ xác định là chắc còn lâu nữa mình mới sẽ quay lại, có khi là không bao giờ quay lại công việc đấy nữa vì vì sẽ dành thời gian cho Mỹ xong đi sang Mỹ này. Đấy thì đấy là một điều tiếc nuối, nhưng mà cũng không hẳn là nó là một thất bại cả. Đúng là cái quá trình nuôi con, sinh con thì nó cũng cho mình rất là nhiều bài học growth, lớn lên về nhiều mặt, thì đấy không có gì để nỗi kiểu sụp đổ thất bại gì cả. Nhưng mà hồi đấy em vui mà, hồi đấy đi làm rất là vui, công việc rất là thích. Thế nếu bây giờ anh có một lời khuyên cho anh ở tuổi 20 thì anh sẽ khuyên mình là gì? Cứ thích gì thì làm thôi. Anh đã làm như thế rồi mà. Nhưng vẫn khuyên tiếp thế á? Không thì tức là nếu mà mình không làm thế thì sẽ không có những trải nghiệm như bây giờ nhá. Anh sẽ không làm con người như anh bây giờ. Tức là không có những cái sự tự tin mà mình có, không có những cái lối suy nghĩ mà mình hiện đang có. Anh hiện vẫn thấy những thứ đó là có giá trị, nên là nó cũng được xây dựng bởi những gì anh làm, kể cả những cái thành công, thất bại, những điều tiếc nuối, những con đường mà anh đi mà không dẫn đến đâu thì anh lại quay lại và anh đi tiếp những con đường khác. Vẫn có những cái sẽ làm được tốt hơn, nhưng biết đâu được, lúc nào chả có cái làm tốt hơn. Thế nên em mới thấy cái tuổi 30 này cũng có cái hay mà, tức là vẫn có một chút gì đấy bồng bột của những năm 20 nhưng một phần nào đấy đã tự tin bản thân hơn rất nhiều. Tức là kiểu so sánh với xã hội chung, so với những kiểu lớp đàn em thì mình cũng có một cái giá trị gì đấy mà chúng nó không không thay thế được. So với các lớp lớn thì mình cũng vẫn trẻ trung hơn. Nói chung là cảm thấy độ tuổi này là một độ tuổi rất thoải mái nhá. Thế câu hỏi về thất bại lúc nãy của anh có câu trả lời cho riêng anh không? Thất bại gì? Đây, có một điều gì xảy ra mà anh cảm thấy thất bại nhưng mà nó cũng đem lại cho mình nhiều bài học ấy. Nó là thất bại thì có. Hồi trước anh năm 20 tuổi thì anh tổ chức một sự kiện là Glowy. Đấy là cái mà anh nghĩ là thay đổi cuộc đời nhất. Đấy là một cái prom Dương bỏ vốn ra này, thế xong rồi làm truyền thông, làm tổ chức đấy. Tập vào nhóm. Và hôm đấy, đấy thì qua một cái sự kiện như thế, mặc dù là sự kiện đấy tớ lỗ các bạn ạ, cũng học được ra rất nhiều điều. Biết được mình như thế nào, biết được nhiều thứ về bạn bè, những người đã giúp mình đúng không. Hôm đấy còn có em giúp cho anh một đống thứ mà anh không nghĩ là bình thường em sẽ giúp anh, kiểu như thế. Tại hồi trước Diệp vẫn dè biểu, em không thích anh làm cái này, không thích làm cái kia. Nhưng hôm đấy khi mà sự kiện xảy ra thì Diệp cũng sắn tay giúp đủ các thứ. Thế là tớ thấy rất là cảm động. Cũng hiểu thêm về bố mẹ mình. Tức là bố sẵn sàng cho anh làm, bố bảo cái này mày sẽ thất bại, nhưng mà cho mày làm thì mày biết. Sau đấy anh thấy bảo cái đấy cũng là một cái cơ hội đáng quý mà không phải là gia đình nào cũng cho. Cho con cái của mình thì anh có một cái nhìn thay đổi về bố. Năm 20 tuổi thì mối quan hệ giữa bố và con trai thì không được tốt cho lắm. Từ tuổi teen trở đi cả hai đều là nam giới, sẽ kiểu ít nói, ít bày tỏ tình cảm, ít kết nối. Thế nên bố sẽ tự thích kiểu con gái hơn. Con gái chủ động bày tỏ tình cảm, ngọt ngào hơn. Con trai Hà Dương về có một câu chuyện vui, đấy là ở trong điện thoại của bố, bố chồng tớ thì chồng tớ bị xếp là Hà Dương VN, còn con gái sẽ là con gái bố. Nhưng mà Hà Dương VN còn viết hoa hết cơ mà. Đến tớ còn là con dâu bố. Thế nhưng mà bố vẫn rất là support. Em thấy bố mẹ anh đợt đấy rất hỗ trợ mà. Mẹ anh còn gọi em lên nói chuyện mấy lần. Thế à? Wow, năm 20 tuổi nhá. Đấy, mình vẫn giữ bí mật đến tận bây giờ. Đấy, cho nên những cái ngông cuồng tuổi 20 ấy, anh đã làm cũng nhiều rồi. Nên là đến một lúc nào đấy nó sẽ lặng lại. Đúng rồi, bây giờ mình cũng không có gì nối tiếc đúng không? Công nhận hồi đấy mình sống cuộc sống khá là tự do. Đúng rồi. Hồi đấy mình nghĩ bình thường thôi, có gì đâu mà bố mẹ cứ nhảy dựng lên. Bây giờ nghĩ bây lại giờ thì thấy cái mí đó mà làm thế. Công nhận. Mày đi Ấn Độ à? Công nhận. Cái báo cho bố mẹ trước một tuần ấy, xong xách vali đi Ấn Độ 10 ngày với nhau. Không biết sợ là gì. Cũng giống như là một cái con sông ấy thì càng theo tuổi thì nó càng rộng ra, càng rộng ra nước nó càng lặng lại, chứ nó không còn nhiều con sóng như hồi trước nó bé nữa, như những con suối nữa. Thì anh thấy càng đến tuổi lớn lên thì chúng ta sẽ càng theo thiên hướng, nó sẽ trầm hơn, trầm lại hơn, nghĩ sâu xa hơn. Đúng rồi. Tại vì cũng có nhiều cái thứ để lo lắng hơn mà. Tuổi trẻ, em thấy em cũng đã làm được khá khá thứ rồi. Thế nên bây giờ cũng không có gì tiếc nuối nhiều. Nó chỉ đơn giản là em có mong muốn gì thì em cũng đều được làm ngay. Được thực hiện ngay. Thế nên mình cũng
bị bớt những cái cảm xúc ức chế, áp chế, cảm thấy kiểu một phần của mình không được bộc lộ ra ấy, vì bố mẹ vì bố mẹ kiểm soát chẳng hạn. Ừ, thế những ai mà trải qua những cái đấy thì chắc là sẽ khó khăn hơn nhiều. Em nghĩ thế. Tức là mình may mắn là bố mẹ cũng tâm lý và cũng cho điều kiện rồi mình làm. Ví dụ như những đứa em của mình chắc không được như thế rồi. Đúng có thế. Thể nhìn thấy rõ ràng. Đúng như thế. Anh chị, cả hai bọn tớ đều là anh chị cả trong nhà ấy. Toàn kiểu tuổi trẻ từ mười mấy đến hai mươi mấy là sống rất hết thế mình. Thế giới bay nhảy. Còn hai đứa em thì rất thân với bố mẹ. Xong tất cả mọi thứ tớ đều thấy chúng nó cũng rất nghĩ về bố mẹ. Và sống cuộc sống rất an toàn so với bọn mình ấy nhỉ. Hay. Thế nên bây giờ cũng không còn nhiều điều muốn nổi loạn nữa. Chắc đàn ông thì vẫn sẽ có, còn phụ nữ thì đàn ông thì luôn có. I hear the voices of my friends saying blue lights beam by for me now. They know I'm not really listening. I'm just walking back in town behind them. Does it cross your mind the way it crosses mine? Is your hair still long like it was that time when we cried so high we fell to our knees? Oh, I wished so bad to be free. Sometimes I wish someone would find me and break me out of here. Most of this town, it just reminds me of all that was you and me. It's been the longest time since I called you. Trong vòng 10 năm này thì anh đã di chuyển chỗ ở từ những quốc gia nào? Anh thử kể lại em nào. Chỗ ở thì chỉ có hai quốc gia thôi mà. 20 là anh đã sang Mỹ chưa? 20 là anh sang Mỹ rồi. Anh vừa mới sang Mỹ. Đến tháng 8 năm 2010. Năm 2010 thì anh sang Mỹ học đại học. Chính là 10 năm đấy. Là anh di chuyển từ sinh sang Mỹ. Đúng rồi. Anh học 4 năm. 3 năm. 3 năm cấp 3 ở Singapore. 4 năm cấp 3. 4 mà. 4 năm cấp 3. 4 năm cấp 3 ở Singapore. 4 năm cấp 3 và tiền đại học ở Singapore. Đấy, sau đó sang Mỹ. 3 năm đại học. 3 năm đại học. Sau đó về Việt Nam. Anh về Việt Nam từ năm 2013 đến 2017. Anh mới đi tiếp. Xong sau đó lấy vợ đẻ con và... Đó, lấy vợ đẻ con từ năm 2016. Ý là sau khi trở về Việt Nam thì anh lấy vợ đẻ con và cuối cùng lại đi sang Mỹ học MBA. 2 năm. Lần này đi cùng với vợ và con và cuối cùng cả lại cả châu lẫn nghe quay về Việt Nam. lại quay về Việt Nam. Thế trong những lần đấy anh có bao giờ nghĩ là anh sẽ không sống ở Việt Nam đâu? Tại sao? Anh thấy khác biệt gì giữa những nơi anh đã ở đấy? Có ảnh hưởng gì lên tính cách cuộc đời anh không? Có chứ. Ở sinh thì rất là kỷ luật. Và làm các thứ rất là chỉnh chu ấy. Thành ra anh học được cái tính đấy rất là tốt của người Singapore. Làm các thứ có lỗi rất nhỏ cũng phải sửa kiểu như thế. Từ những bài essay mà mình viết các thầy sửa cho này, những cái phép toán mà sai một ít thôi mà nó vẫn bị trừ điểm. Nó luyện cho mình cái tính cẩn thận và để ý đến những cái chi tiết nhỏ. Sang Mỹ thì lại là một thế giới khác. Ở đất nước Mỹ thì tự do đúng không? Sáng phóng khoáng. Thể hiện bản thân thế nào cũng được. Bạn có thể là bất kỳ ai. Thì nó cũng cho mình những cái tư duy khác. Những tư duy có thể là rộng mở hơn. Những đam mê hoài bão lớn hơn kiểu thế. Đấy là lý do mà anh luôn muốn quay lại. Luôn quay lại Mỹ. Mỹ, cũng tức rất là... phù hợp với tính cách anh. Lúc bấy giờ. Lúc bấy giờ. Sau đấy lần thứ hai quay lại Mỹ sao? Lần thứ hai quay lại Mỹ thì nó là một tâm thế khác. Lần này là có vợ con. Mặc dù kỳ đầu thì cũng chưa có vợ con thì Dương có mặt ở tất cả các cuộc chơi của các bạn. Đúng, là một người rất hòa đồng. Xong rồi đến
tâm nửa điểm, kỳ sau tâm điểm mọi các bạn tiệc. Hỏi Dương tụi này mày bị làm sao, ừ, có chuyện gì xảy ra với mày mà không vợ tao sao? Tưởng vợ xích chân ở nhà đúng không? Trong những nơi anh đã ở đấy, anh thích chỗ nào nhất? Anh khá thích New Mexico. Những cái cánh đồng thẳng tắp ấy, xong rồi cứ đi thế, cứ thế mà đi thôi. Thì cảm giác tự do nó thích. Đúng rồi, thích Mỹ vì kiểu cao rộng các thứ đúng không? Em cũng không biết là có phải vì bây giờ sau khi có Mỹ thì mình bắt đầu kiểu nhìn cuộc đời theo một cái cách khác không? Nhưng mà em rất quan trọng nhiều thứ ấy. Ví dụ mình sẽ quan trọng việc văn hóa này, con sẽ phải gần gũi với gia đình, xong con sẽ phải kiểu hiểu về văn hóa có gốc gác của mình ấy, cái việc là mình cảm thấy một chỗ nương tựa, có kiểu một cái nền tảng vững chắc là một thứ rất quan trọng ấy. Đúng thế. Em nghĩ là nó có thể chưa ảnh hưởng nhiều đến trong những cái năm đầu đời đâu, nhưng mà kiểu ví dụ sau này ấy, khi mà có vấn đề gì trong cuộc sống ấy, thì cái đấy sẽ là cái rất là quan trọng để nó có thể sống một cuộc sống tử tế và khỏe mạnh, cân bằng. Trong 10 năm tiếp theo, mục đích của anh trên cuộc sống đấy sẽ là gì? Không có mục đích. Thật ra không có mục đích là mình phải làm gì đâu. Anh thấy... Em vậy. Nếu mà được chọn nhá, mỗi ngày mình tìm được ra cho mình những cái cơ hội và những cái rủi ro mình sẽ tránh, và những cơ hội mình sẽ lấy kiểu thế. Như là một người làm freelance, mỗi ngày có những cơ hội và những cái phí thời gian mà người ta sẽ phải đương đầu với này. Như là một người đi bốc vác này, mỗi ngày sẽ có một số người đến nhờ mình đi làm việc, và có thể người đó là những người hay ho, có thể những người đấy là những người không ra gì. Anh thích trải nghiệm cuộc sống, nên là nếu mà được chọn thì anh sẽ chọn thế. Nhưng mà tất nhiên là mình có gánh nặng tài chính đúng không, thì mình vẫn phải làm. Kiểu mỗi buổi sáng tỉnh dậy ấy, đây là một ngày không biết nó sẽ ra như thế nào. Thế bây giờ nó đang dễ dàng quá thì nó không hề dễ dàng, nó routine. Nó lặp đi lặp lại. Đúng rồi. Em hiểu. Chắc là sống một cuộc sống đủ lâu rồi. Trải nghiệm một cái tôi khác đi. Anh thấy mình vẫn chưa giao tiếp đủ với đủ mọi loại người. Anh nghĩ là trên đời còn rất nhiều người mà mình gặp, mình sẽ thấy cách nghĩ của họ này, xem là họ làm gì, họ đã trải qua những gì. Cái đấy là cái mà anh rất là thích. Hay mà. Thế để kết thúc tập hôm nay, nếu có một lời khuyên dành cho các bạn ngoài kia cũng đang trong độ tuổi 20, thì anh sẽ khuyên điều gì khác với lời khuyên mà anh sẽ khuyên anh lúc nãy nhá? Anh khuyên anh là đang làm gì thì cứ làm như thế đúng không? Không hiểu các bạn gái lắm nên là không biết khuyên các thế bạn ví gì. Dụ như đấy là mí chẳng hạn, thì anh sẽ khuyên nó như thế nào? Con không phải make up đâu. Tại vì bình thường đã những cái gì mà con trai nhìn vào mà thấy được những nét đẹp khi mà không make up ấy, thì nó sẽ... Hồi đấy anh nói với em y hệt. Sao anh nhớ em nói gì với anh không? Em make up là cho em chứ không phải cho anh. Đúng, chính xác. Bây giờ vẫn như vậy. Và tất cả các bạn gái ngoài kia make up cũng như vậy. Anh thì nghĩ là phụ nữ đẹp nhất khi mà họ tự tin, là khi mà họ cười. Và 20 cái sự tự tin thì em nó... không nghĩ là có phụ nữ nào đủ tự tin anh để hiểu, không anh make hiểu. Up. À nếu ai có khi thì mà họ thích. Make up nó làm họ tự tin thì nghĩa là họ đẹp hơn. Còn đúng. Kể nếu mà tốt hơn sẽ là họ không make up nhưng họ vẫn tự tin về bản thân mình. Thì họ vẫn sẽ tỏa sáng thôi, cũng sẽ không có cái gì. Make up nó chỉ là một cái công cụ để mang ra cái sự tự tin đấy. Mà nếu mà mình không cần công cụ để mà mình vẫn tự tin được thì sẽ là tốt hơn rất nhiều chứ. Em đồng ý. Nhưng mà cái kia thì nó nhanh hơn ấy. Còn cái sự tự tin từ bên trong thì mình sẽ mất rất nhiều thời gian. Ví dụ như em là đã mân 10 năm đấy, đến bây giờ 30 tuổi rồi mình mới bắt đầu tự tin hơn một chút, kiểu mình thấy là mình thoải mái đủ với bản thân để đi ra đường không cần phải phấn son các thứ nữa. Nhưng mà ngày xưa thì mình chưa có cái sự tự tin đấy. Đúng rồi. Lúc nào mình cũng thấy Hiểu. Và chỉ kiểu thoa một lớp son thôi mà mình đã thấy tự tin hơn hẳn, cho mình kiểu sức mạnh để đúng thế. Làm những việc để đấy chinh phục thế giới. Thì mình làm chứ. Như là bây giờ em... bắt đầu nhận ra là ôi có đánh 100 lớp cũng không chinh phục được thế giới đâu nên thôi. Em làm anh nghĩ đến cái việc uống cà phê. Tức là để tỉnh táo vui vẻ thì có hai cách, một là uống cà phê và hai là ngủ. Okay. Ngủ thì rất là lâu. Em thích ngủ. Lúc mà ngủ thì sẽ chơi điện thoại rồi các thứ, xong rồi hôm sau dậy lại mỏi mệt kiểu thế. Uống cà phê thì nhanh lắm, uống phát là tỉnh táo luôn và vui luôn. Nhưng mà nó cũng sẽ mang lại những cái hệ quả. Khi mà uống cà phê thì nó là quick fix đúng không? Lúc sau nó sẽ mệt. Ngủ thì nó sẽ, nó là một cái
Đúng rồi. Tự nhiên rồi thì lúc sau nó sẽ đỡ mệt hơn, vân vân. Ừ. Cơ thể em sẽ cảm thấy tốt hơn. Đúng rồi. Hãy lắng nghe cơ thể mình. Đúng. À, đấy là cái mà tớ vẫn chưa làm được. Tức là tớ làm được rồi nhưng mà tớ, bị chưa mất tập nghe. Trung. Ý là tớ sẽ bị phân tán bởi công việc, bởi đấy. Những thứ khác, đúng. Anh nghe là biết là cơ thể mình nói gì rồi nhưng mà anh chưa làm theo cái lời mà cơ thể mình nói, có thể là chưa phải lúc. Đúng rồi đấy. Thì ai cũng bị, ai cũng sẽ bị mất cân bằng về một khía cạnh nào đó, thì anh đang bị mất cân bằng về khía cạnh đấy. Ừ. Rất là mệt. Đúng rồi. Ừ. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe hết tập thứ 2 của series. Em đang đợi anh nói đấy. Series gì? Cái gì? Anh không nhớ. Nói chuyện với chồng. Đâu, tồi tệ. Chat với chồng. Chat với chồng. Ừ. Và bây giờ sẽ là bài hát cuối cùng để kết thúc series này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau của series Chat với chồng. Bye. Bye.
giờ em nghe tôi nói, mà tình yêu một câu trả lời khó khăn. Chỉ là thế, có bao giờ em nghe tôi nói, mà tình yêu, mà tình yêu.